Xin chào tất cả các em. Thì trong clip hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em chúng ta đăng ký cái tài khoản IOTA để chúng ta làm bài tập trong cái phần học trực tuyến. Thì hiện nay chúng ta đang áp dụng cái phần học dạy và học trực tuyến. Thì cái phần làm bài tập á thì được giáo viên sử dụng cái phần mềm IOTA rất là nhiều. Cái phần mềm này rất là hữu ích. Thì để tạo được một cái tài khoản trên IOTA cho học sinh á, thì chúng ta sẽ tiến hành. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần trình duyệt ha. Ở đây là thầy sẽ vào trình duyệt Chrome ha. Thì chúng ta có thể vào trình duyệt Firefox cũng được. Rồi chúng ta gõ ha, chúng ta gõ là iota.vn. iota.vn. Thì nhắc lại là iota.vn. Đây, cái đầu tiên á là nền tảng tạo đề thi bài tập nè. Rồi chúng ta nhấp vào. Ở đây chúng ta có hai lựa chọn ha. Đầu tiên á thì chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ bấm vào đăng ký. Nếu mà chúng ta có tài khoản rồi, chúng ta sẽ bấm vào đăng nhập. Ở đây là chúng ta đang đăng ký tài khoản nên chúng ta bấm vào mục là đăng ký. Ở đây có hai lựa chọn, một là của giáo viên, hai là của học sinh. Ở đây là thầy hướng dẫn cho chúng ta đăng ký tài khoản của học sinh nên chúng ta bấm vào lựa chọn vào cái phần là học sinh. Rồi ở đây chúng ta sẽ bấm vào họ tên ha, số điện thoại và đặt mật khẩu. Rồi họ tên chúng ta sẽ nhập vào. Lê Gia Bảo, số điện thoại, chúng ta sẽ nhập số điện thoại chúng ta đang sử dụng vào ha. Rồi mật khẩu thì chúng ta sẽ mật khẩu thì chúng ta sẽ đặt mật khẩu gồm chữ gồm số ha, cho nó thật là mạnh ha. Và mật khẩu này khi chúng ta đăng nhập, khi chúng ta tạo mật khẩu chúng ta phải nhớ ha. Chúng ta nên đặt mật khẩu chúng ta ghi ra giấy hoặc chúng ta lưu ở trong điện thoại á, chụp hình lại chúng ta lưu lại rồi chúng ta hãy đăng nhập vào ha. Rồi sau khi chúng ta đã nhập tất cả các cái dữ liệu trên gồm họ tên nè, số điện thoại nè và mật khẩu thì chúng ta sẽ bấm vào hoàn thành đăng ký ha. Rồi ở đây hệ thống á, nó báo á, là số điện thoại này đã được đăng ký rồi nè, tại vì thầy đã đăng ký cái số điện thoại này tạo cái tài khoản của giáo viên rồi nha. Thì nếu mà tại số điện thoại của chúng ta là chưa có đăng ký á, thì chúng ta sẽ hoàn thành cái đăng ký rồi sau đó chúng ta sẽ đăng nhập ha. Giờ thầy sẽ nhập một số số điện thoại khác ha. Một số điện thoại khác 0924 697 904. Rồi nè, ta nhắc lại ha, chúng ta sẽ nhận họ tên nè, số điện thoại chúng ta đang sử dụng nè và tạo một mật khẩu ha, chúng ta bấm hoàn thành đăng ký. Như thế này là chúng ta đã hoàn thành ha. Như thế này chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ đó đã vào cái màn hình chính chúng ta ha. Khi thầy cô đã gửi bài cho chúng ta thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ thấy các cái bài tập để chúng ta làm ha, đề thi hoặc bài tập. Chà, ở đây chúng ta có thể đổi ảnh đại diện chúng ta nè. Đó, ta bấm vào đây. À, rồi chúng ta sẽ chọn tiệp, chọn cái ảnh đại diện của chúng ta ha. Chúng ta muốn chọn ảnh nào thì chúng ta chọn thôi, ta đưa vào tương tự như thế. Rồi chúng ta muốn đăng xuất chúng ta bấm vào đây đăng xuất nha. Rồi tương tự như thế, khi chúng ta muốn đăng nhập vào lại thì chúng ta bấm iota ha, iota.vn. Rồi giao diện nó như này thì chúng ta sẽ bấm vào đăng nhập. Rồi chúng ta sẽ nhập này số điện thoại nè, số điện thoại nãy chúng ta đăng ký á, 0924 697 904. Rồi mật khẩu. Chúng ta bấm đăng nhập ha, thì nó sẽ giao cái giao diện như thế này. Thì lúc đó chúng ta đã có tài khoản Avatar rồi. Thì khi thầy cô giao cái bài tập cho chúng ta thì chúng ta sẽ bấm vào đây trong cái phần bài tập hoặc đề thi gì đó chúng ta sẽ làm thôi ha. Hiện tại thì này thì chưa có giao ha, thầy cô chưa có giao. Rồi cảm ơn tất cả các em đã theo dõi clip của thầy. Những em nào lần đầu tiên đến với kênh của thầy thì xin hãy nhấn nút like, nút chia sẻ là nút đăng ký để nhận được những clip tiếp theo của thầy.